Theo thông tin mới nhất, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 sẽ được phép tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là tin không thể vui hơn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi sự cổ vũ của người hâm mộ chính là liều doping tốt nhất cho các cầu thủ trên sân. Như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có câu trả lời chính thức cho FIFA và AFC về phương án một tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ngoài ra, VFF còn chốt thêm một sân vận động dự phòng ở quốc gia trung lập. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang hướng tới việc thi đấu ở sân trung lập ở một trong năm quốc gia là Qatar, UAE, Hàn Quốc, Thái Lan và Uzbekistan. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong công tác đăng cai tổ chức các trận đấu của đội tuyển tại vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ chế cách ly đối với các thành viên liên quan đến sự kiện khi nhập cảnh vào Việt Nam. Về vấn đề này, VFF đã đề xuất áp dụng hình thức cách ly đặc biệt theo mô hình bong bóng khép kín dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi bong bóng khép kín được thiết lập, tất cả các thành viên liên quan đến sự kiện đều được nhập cảnh và hoạt động trong phạm vi riêng biệt đã được quy định, không tiếp xúc với các đối tượng nằm ngoài quy định của nguyên tắc trên. Trên thực tế, mô hình này đã và đang được áp dụng thành công tại một số sự kiện quốc tế lớn như vòng loại World Cup 2022, Euro 2020 vừa qua và Olympic Tokyo trong thời gian tới. Điều kiện tổ chức trận đấu hoàn toàn tuân theo quốc gia đăng cai và phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. VFF sẽ theo sát tình hình, nếu điều kiện cho phép và tạo hiệu ứng tốt nhất cho các trận đấu. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu nhưng phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh. Đối với các khán giả muốn vào sân theo dõi trận đấu phải có quy định cụ thể như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong khoảng thời gian nhất định. Ông Lê Hoài Anh chia sẻ về việc đội tuyển quốc gia Việt Nam được phép thi đấu trên sân nhà. Theo lịch thi đấu, trận đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân nhà sẽ là trận tiếp đón đội tuyển Australia.